Ba cái thầy vô, thầy vô qua, thầy vô, thầy qua cái không viên lại qua. Được, được. Cầm cầm ca ra, hơi cầm cao ra, cắn mình, cắn mày, cắn hầu, cắn hầu. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đi ra cho thầy qua, nhúng lên. Thì tao buộc không nha. Quay đâu rồi. Mình đưa vô lớp đi để thầy mấy thầy xử lý bắt chú Khỉ này lại. Lấy cái lấy miếng lưới, lấy miếng lưới không? Hồi nãy ngồi nó dễ quá, lấy miếng lưới trời mày dính rồi. Vô học cái trời. Trời cánh rừng luôn rồi. Quay những học sinh nó nhìn nó mới gai. Trời cánh rừng đi quay. Giờ trống vào lớp thì mấy em học sinh đã vào lớp rồi. Chỉ hoang dã lại là xuống tới ngoài trời mà ở đây đọc đẹp gì. Mà thường ngộ ở đâu mà có chú Khỉ lạc vô đây ta. Chắc có anh Khỉ này hơi lớn ha, nhỏ, hơi lớn ha. Khỉ cả thứ cái vậy. Đực quá hả? Hình như đực, hình như đực. Đực quá. Đực. Bắt về nuôi được. Anh nhè răng răng nảnh luôn, răng nảnh dài lắm. Răng nảnh dài lắm. Này có lưới không? Có lưới không Phi? Lưới tốt được luôn không? Thành kìa. Leo ra mày lấy cái lưới mày chùm lại Thành. Nhảy xuống rồi, cũng ngon nữa rồi. Rồi xuống rồi. Chạy xuống cây. Nhảy nó nhảy xuống rồi. Đâu rồi Phi, đâu rồi? Một chú Khỉ đực. Chú Khỉ đực rồi cũng đói dữ lắm rồi cho nên là ai giạt sọ nó ra. Cái sọ hình như là bị giạt hết, bị giạt một khuyết một lỗ ở cái sọ. Có giạt để bị giạt sọ rồi. Khuyết một lỗ xuống. Đúng rồi, giạt. Bị giạt sọ rồi, bị ăn cái sọ rồi nhưng mà sao còn sống ta? Có chặt mới giạt à. Mới giạt mới chặt sọ nó vậy. Ăn cháo bàn luôn kìa. Nàng cho chuối đó, nàng cho chuối, nàng cho chuối. Rồi cho nó ăn đi. Giáo giỏi bắt khỉ.